lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 34.477 trường hợp vi phạm, phạt tiền 71.825.000.000 đồng, tạm giữ 523 xe ô tô, trong đó vi phạm về nồng độ cồn 9.390 trường hợp, vi phạm về tốc độ 6.233 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 332 trường hợp và vi phạm ma túy 20 trường hợp. Công an các địa phương đã bố trí trên 1.500 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng bố trí xe cầu, cứu hộ, giải quyết sự cố phương tiện hư hỏng, tai nạn giao thông để chủ động từ sớm, từ xa thực hiện các biện pháp chỉ huy, điều tiết giao thông. Vâng, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, thì trong 4 ngày nghỉ lễ, trên cả nước đã có đến gần 9.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Điều đó kéo theo tình hình tai nạn giao thông cũng diễn biến phức tạp. Năm nay, tai nạn giao thông cả nước trong kỳ nghỉ lễ đã tăng cả 3 tiêu chí. Những tác hại của tai nạn giao thông do lái xe uống rượu bia gây ra là thực tế mà ai cũng biết và đã nghe nói đến, nhưng ít ai chứng kiến những hậu quả của nó như thế nào. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những hình ảnh phóng viên Bản tin Giao thông Hà Nội đã ghi nhận được tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức. Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong 4 ngày nghỉ lễ, đã tiếp nhận hơn 500 ca tai nạn thương tích, trong đó có hơn 250 ca là tai nạn giao thông, trong đó có khoảng 40 ca tai nạn do sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Các bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho biết, con số này đã giảm rất nhiều so với những năm trước đây. Thì trong 3 ngày vừa rồi thì số lượng tai nạn do thương tích thì trung bình là khoảng 150 ca một ngày vào khám cấp cứu. Thì trong đó tình trạng tai nạn do giao thông chiếm chưa đến một nửa. Rơi trung bình mỗi tour rơi vào khoảng độ 40-45%. Tình trạng tai nạn giao thông thì cũng thấy cũng giảm hơn so với năm ngoái. Thế đấy là điều đáng mừng vì cái nghị định 100 hoạt động rất hiệu quả. Mặc dù đã giảm, nhưng các ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong tình trạng rất nặng. Đa số là chấn thương cột sống cổ, chấn thương sọ não và ổ bụng. Nhiều ca tiên lượng xấu, nếu có cứu chữa được, vẫn để lại di chứng. Những trường hợp mà bị chấn thương do rượu bia nó nặng hơn rất là nhiều so với trường hợp mà không uống rượu bia. Bởi vì là khi mà uống rượu bia vào rồi, thì như vừa nãy bác sĩ đã nói thì là cái khả năng kiểm soát hành vi, kiểm soát tốc độ nó sẽ không được như người tỉnh táo không uống rượu. Thành ra là cái mức độ chấn thương của nó sẽ nặng hơn và nhiều tạng sẽ bị tổn thương hơn. Các bác sĩ cũng khuyến cáo men rượu khiến người tham gia giao thông hạn chế khả năng điều khiển tay lái. Khi tai nạn thì khả năng tổn thương sẽ nặng hơn và tỷ lệ tử vong cũng cao hơn. Nhiều năm qua, việc tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Hơn lúc nào hết, ý thức của người tham gia giao thông là yếu tố quan trọng hàng đầu, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia.